những nước mà nghịch thiên đã qua 04/04 là qua tháng 4 tới ngày hôm nay đã lâu rồi mà vẫn tiếp tục ngoan cố nghịch thiên sẽ không bao giờ được về trời và không bao giờ đời đời kiếp kiếp không còn duyên với ta nữa, không phải là đệ tử của Thiên Tấn Kiệt nữa và mãi mãi không bao giờ được về núi Thiên Long Sơn để làm hư những đứa khác, vì lòng từ bi nó cũng có hạn. Ở trên mấy vị có nói ma quỷ con cái câu vừa bữa nói gì, cái này câu của mấy vị trên nói nha, nó phải nói cho đúng, phải coi là cái lời của mấy vị nói xô được dạy từ chút vậy đó. Cái này là của một vị rất là lớn nói chứ không có dám nói tên, giờ nó ngài nói nguyên văn nhưng mà sụ như nói khúc chót ngài nói, mấy con phải lưu ý câu này. Về phần thiên ma, tức là những đứa mà nghịch thiên đó là thiên ma đó, tụi nó giờ thiên ma con đó, về phần thiên ma sẽ không độ chúng được và chỉ có thể đánh để diệt. Một vị trời nói, một vị rất là lớn cho thiên tướng nói vậy. Về phần thiên ma không có thể độ được, chỉ đánh và diệt. Mà sư phụ là Bồ Tát, sư phụ từ bi, sư phụ không có làm cái đó được. Tại vì sau cái câu chuyện mà tụi nó cứ chửi hoài đó, thì trên đã hôm nay đã phán như vậy đó. Về phần những cái đứa mà thiên ma đó không có độ được, chỉ có đánh và diệt nó. Ghê vậy đó. Thí dụ người mà còn có lương tri á, nhất tự nhất sư, ngày xưa thù tốt với những cái đứa đó rất là nhiều, chứ không chả làm gì sai á, chẳng qua là nó bị cái gì chướng ngại thì chuyện của nó, nhưng mà về tình nghĩa, về mặt đời, thù có làm gì sai với ai không? Chưa có sinh ai một sen nào, chưa có sinh đứa nào cục kẹo á, chỉ về đây thật tâm theo thiên tâm, theo cha theo mẹ, đeo dấu thiên tâm tu, còn không thích thì đi kiếm thầy áo bông, thầy áo quà, đi kiếm thầy nào thì chuyện khác. Thiếu nhiều người có cái sự chọn lựa đó, tại sao không làm như vậy mà trở về quay ngược lại để mà dục hình tượng của cha mẹ chửi Thiên Tấn Kiệt, chửi núi Thiên Long Sơn, rồi chừa rồi lôi kéo những cái người mà mình đã quen biết đi theo con đường của mình, con thấy nó tàn ác không, dã man lắm á. Cho nên mấy vị mới nói câu đó là thiên ma đó chỉ có đánh và diệt. Cho nên những cái đứa mà bắt đầu hôm nay lấy comment tên của nó xuống hết và để cho thụ tấu trình là lên một cái vị rất là cao, nó còn lấy đi Trương Khanh nè, thằng Tấn nè, con Vân nè, con Trinh nè, con Ngân nè, những cái đứa mà bị trúng thiên ma, con Thì Trang rồi đó, lấy hết để cho thụ trình lên để cho tất cả mấy vị biết những đứa này sẽ mãi mãi không còn có linh hồn nữa đó. Bữa hổm Xích Long nói lại, nó không nói thẳng luôn á, gọi là phá đạo nghịch thiên, làm cho bao nhiêu người luôn là không có lòng tin về cha. Cho nên cái phần 110 chết 7 còn 3 đó, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình đó.